Các con thân mến, tiết luyện từ và câu hôm nay chúng ta học qua chủ điểm về sông biển qua bài học từ ngữ về sông biển đặt và trả lời câu hỏi vì sao qua bài học hôm nay chúng ta cần đạt được những mục tiêu sau một là nắm được một số từ ngữ về sông biển hai Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? Ở tiết học này các con cần chuẩn bị sách tiếng Việt 2 tập 2 nhé Để bắt đầu bài học hôm nay Cô mời các con xem những hình ảnh sau Các con thấy gì qua những hình ảnh này? À, có phải đó là những bãi biển đẹp đúng không nào? Đất nước ta có bờ biển dài, dài dọc theo đất nước. Có những thắng cảnh về biển đẹp tuyệt vời để giúp các con mở rộng thêm vốn từ về sông biển. Bây giờ chúng ta hãy đến với bài tập 1 nhé. Cô mời các con mở sách trang 64. Cô mời các con đọc yêu cầu của bài tập 1. Để tìm hiểu các từ có tiếng biển, các con quan sát các từ mẫu sau ta có từ mẫu là tàu biển biển cả tàu biển là gì tàu biển là tàu di chuyển trên biển còn biển cả là một vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất bây giờ các con hãy quan sát hai từ tàu biển và biển cả cho cô biết mỗi từ gồm mấy tiếng à mỗi từ gồm hai tiếng đúng không nào trong từ tàu biển tiếng biển đứng sau trong từ biển cả tiếng biển đứng trước vậy khi tìm từ ghép với tiếng biển các con có thể tìm những từ có tiếng biển đứng trước hoặc đứng sau các con lưu ý tìm từ đúng với chủ điểm sông biển nhé đây là một số từ có tiếng biển các con hãy tham khảo từ có tiếng biển đứng sau, cô có sóng biển, cửa biển, bãi biển, mặt biển, cát biển, nước biển, cá biển và còn nhiều từ nữa các con ạ. À. Còn từ có tiếng biển đứng trước thì cô có những từ sau: biển khơi, biển lớn, biển xanh, biển hồ, biển đảo và cô hy vọng các con sẽ tìm được thêm nhiều từ nữa nhé. Các con cần hiểu nghĩa của các từ sau. Cửa biển là gì? À, cửa biển là nơi sông chảy ra biển, nơi tàu thuyền thường xuyên ra vào. Còn bãi biển là gì? Bãi biển là địa hình bằng phẳng, trải dài theo bờ biển, thường là cáo cát hoặc sỏi đá. các con biết không biển là vùng nước mặn rộng lớn nối liền với các đại dương biển chứa đựng trong lòng nó đa dạng các sự sống biển cung cấp rất nhiều thực phẩm cho con người và còn phục vụ nhiều mục đích khác nữa như là thương mại khu du lịch nghỉ mát thú vị hoặc khai thác khoáng sản tuy nhiên hiện nay biển phải đối mặt với ô nhiễm rất nặng nề do vậy chúng ta phải có ý thức bảo vệ biển kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ màu xanh của biển, bảo vệ sự sống của mọi vật trong lòng đại dương như ngừng xả rác xuống biển các con nhé. Ngoài biển ra, nước ta còn có sông, suối và hồ nữa. Sông, suối, hồ là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập 2 nhé. Các con cùng cô đọc yêu cầu của bài tập nhé. Nối các từ ở cột bên trái với các cụm từ ở cột bên phải sao cho hợp nghĩa cột bên trái ta có hồ suối sông cột bên phải ta có những cụm từ dòng nước chảy tương đối lớn trên đó thuyền bè đi lại được dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi nơi đất trũng chứa nước tương đối rộng và sâu các con hãy dựa vào hiểu biết của mình để tìm đáp án nhé. Đây là đáp án của bài tập 2. Hồ là nơi đất trũng chứa nước tương đối rộng và sâu. Suối là dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi. Sông là dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. Các con quan sát hình ảnh một số dòng sông. Nước ta có một vô số dòng sông lớn như sông Tủ Long, sông Sài Gòn và còn vô số những dòng sông khác nữa các con vậy sông là gì sông là dòng nước chảy tương đối lớn trên đó thuyền bè đi lại được các con quan sát hình ảnh các dòng suối ta có suối mơ suối voi vậy suối là gì các con các con thấy những cái dòng chảy của suối như thế nào à suối là dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi còn hồ là gì? hồ là nơi đất trũng, chứa nước tương đối rộng và sâu ở trong đất liền nước ta có rất nhiều hồ tự nhiên ngoài ra còn có cả hồ nhân tạo nữa các con hồ nhân tạo là hồ do con người tạo nên như ta có hồ dầu tiếng ở tây ninh còn hồ tự nhiên ở đây ở đây cô có hồ gươm ở hà nội hồ xuân hương ở đà lạt các con thấy các hồ rất là đẹp đúng không nào? Các con đã đi đến những nơi này chưa? Ngoài ra, các dòng chảy trên mặt đất có mối liên hệ với nhau, như hồ đổ ra các con sông, nước ở các con sông chảy ra biển lớn. Các con hãy tìm hiểu thêm về từ ngữ trong chủ đề này và sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày nhé. Trong phần tiếp theo của tiết luyện từ và câu cô sẽ hướng dẫn các con đặt câu hỏi có cụm từ Vì sao qua bài tập 3. Các con hãy cùng cô đọc yêu cầu bài. Đặt câu hỏi cho bộ phận im đậm trong câu sau. Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy. Các con cần hiểu nghĩa của từ nước xoáy. Đây là hình ảnh vùng nước xoáy nước xoáy là hiện tượng hai dòng nước ngược chiều gặp nhau và cuốn vòng những nơi có nước xoáy là những nơi rất nguy hiểm nên khi đi tắm biển các con thấy có cắm cờ lưu ý vùng nước xoáy ở trên biển thì tuyệt đối các con không được tắm nơi đấy nhé để đạt được câu hỏi trước hết các con hãy xác định được cụm từ in đậm trong câu. Ở câu này không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy. Cụm từ in đậm là vì có nước xoáy. Vậy vì có nước xoáy là nguyên nhân không được bơi ở đoạn sông này. Vì vậy để đặt câu hỏi cho phần in đậm ta sử dụng cụm từ vì sao. Có hai cách đặt câu hỏi cho phần in đậm này. Cách 1 ta bỏ phần in đậm đặt cụm từ vì sao ở đầu câu cuối câu có dấu chấm hỏi để được một câu hỏi hoàn chỉnh vì sao không được bơi ở đoạn sông này cách hai ta bỏ phần in đậm thay vào cụm từ vì sao ở cuối câu và dấu chấm hỏi được một câu hỏi hoàn chỉnh không được bơi ở đoạn sông này vì sao? Vậy, khi đặt câu hỏi về nguyên nhân của sự việc, các con có thể đặt cụm từ vì sao ở đầu câu hoặc cuối câu. Để hỏi về nguyên nhân của sự việc, ta dùng câu hỏi vì sao. Các con thân mến, như vậy các con đã biết đặt câu hỏi của cụm từ vì sao rồi, đúng không? Đến với bài tập 4 cô sẽ hướng dẫn các con biết cách trả lời câu hỏi ở dạng này nhé. Các con hãy cùng cô đọc yêu cầu của bài 4. Dựa theo cách giải thích trong chuyện sơn tinh, thủy tinh, trả lời các câu hỏi sau. A. Vì sao sơn tinh lấy được mị nương? B. Vì sao thủy tinh dân nước đánh sơn tinh? C. Vì sao ở nước ta có nạn lụt? Để trả lời được ba câu hỏi, các con hãy đọc lại chuyện sơn tinh thủy tinh ở trang 60 nhé. Để biết được các lý do vì sao sơn tinh lấy được mỹ nương, vì sao thủy tinh dân nước đánh sơn tinh và vì sao ở nước ta có nạn lụt. Các lý do đó sẽ trả lời cho câu hỏi vì sao đã nêu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu và trả lời được câu A. Vì sao Sơn Tinh lấy được Mỹ Nương nhé? Trước khi trả lời được câu hỏi này, các con hãy đọc lại đoạn 2 của câu chuyện Sơn Tinh thủy Tinh. Hùng Vương chưa biết chọn ai bèn nói, Ngày mai ai đem lễ vật đến trước thì được lấy mị nương. Hãy đem đủ 100 ván cơm nếp, 200 nẹp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mau. Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về. Vậy, các con đã biết lý do vì sao Sơn Tinh lấy được mị nương rồi đúng không nào? Vì Sơn Tinh mang lễ vật đến trước. Vậy ta viết câu trả lời sau, cách 1. Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã đem lễ vật đến trước. Cấp 2. Vì đã đem lễ vật đến trước, Sơn Tinh lấy được Mị Nương. Vậy, là khi viết câu trả lời cho câu hỏi vì sao, ta có thể viết lý do của sự việc ở đầu câu hoặc cuối câu. Các con thân mến, Tương tự cách làm như câu a các con tìm hiểu và trả lời cho câu b và câu c nhé cô hy vọng các con sẽ thực hiện được chính xác. Qua bài học này các con đã tìm được nhiều từ có tiếng biển hiểu được các từ sông suối hồ đồng thời biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sao các con cần tìm hiểu thêm nhiều từ ngữ về sông biển để có thể vận dụng vào tiếp bài tập sắp tới nhé các con